I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. I wanna
vườn trầu chiều chiều anh sang bên tây hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai có đồng cầu, đồng cầu ngồi đầu đó.
Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nào lần lần sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống cách bóng mười giờ, bên chú rể lên trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguyên hương mơ ước ngày nên đôi. Vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lần lần sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống các bóng mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quy ngương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ sắc son bạc đầu vàng
sâu. Gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đắm sâu. Thì chúng ta là gia đình,
ngày trước thì hôm nay là ngày tốt, chưa tốt thì là nổ người lên. Từ đầu tiên chuẩn bị buổi sáng ngày mới, tôi thay mặt ông ngoại đại biểu chúc các cụ ông bà đã có bình hòa ngoài chuẩn bị buổi sáng năm mới một năm rất hạnh phúc và nhiều gặp nhiều thương mại lắm. Thưa họ bình hòa, thì buổi sáng tôi hôm nay tôi sẽ tôi chỉ là giới thiệu về thành phần về sinh dân thôi. Cậu là bên đội đến xin dâu theo một phong tục. Thì qua cái lời phát biểu của đại diện gia đình nhân đội, thì chúng tôi cũng rất cảm ơn và thành thành đồng tình để tiếp việc đó cho hai cháu. Thì, cũng như về thành phần việc đại diện thôi. Hôm nay thì tất cả bà con, anh em họ hàng chủ bác của gia đình nhân ngoài thì tập trung về đây để giúp dâu về giờ đó. Cho nên việc tiếp cận ở đây thì cũng rất đây thì cũng có các thành phần là đại diện trong họ nội tộc, họ lớn này, rồi họ bé này, rồi có nội có ngoại, có anh có em, có bác có chú đầy đủ. Cho nên là chúng ta đến rồi thì ta được quen thôi. Cho nên cũng như đại diện gia đình nhà ngoài đó thì gia đình nhà ngoài chăm sóc công nhân và theo giờ giấc thì là chúng ta sẽ hình thành quốc kiệp. Như vậy một lần nữa xin chúc các ông các bà đại diện cho gia đình nhà nội tất cả mọi người sức khỏe hạnh phúc và thành đạt cùng con hạnh phúc toàn vẹn. Chúng ta anh
gần bên em, sẽ chia với em và quan tâm hỏi han mỗi ngày, em buồn hay vui luôn che chở ôm lấy em dù bao sóng gió. Kể từ hôm nay ta sẽ cùng một nhà, ta bước cùng một sự chung đường đi. Kể từ hôm nay đôi ta sẽ thức cùng bầu trời, ta sẽ cùng chuyện trò khi đêm xuống. Kể từ hôm nay ta sẽ vẫn là vợ chồng, sống tốt nào cũng chẳng thể đổi thay, cùng yêu nhau ta đi qua bao khó khăn, tin nhau đến cuối cuộc đời này, vì chúng ta là một gia đình. Chào đón tất cả quý vị khách quý đang có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và kính thưa tất cả quý vị, những tờ lịch của năm 2016 đã rơi xuống để lộ ra 2017 với tất cả những niềm vui, với tất cả những niềm vui rộn ràng ấy của hương sắc mùa xuân đã ngập tràn ở dọc sân khấu. Để rồi tất cả chúng ta đón cô dâu, đón chú rể, đón tất cả quý vị về, tất cả chúng ta đoàn viên ở bên trong căn phòng ấm áp và nơi tất cả chúng ta đang lộng lẫy để chờ đón những gì là đẹp nhất, những gì là tươi vui nhất. Kính thưa tất cả quý vị, rộn bước trên đường phố để rồi trong cái nụ cười và ánh mắt, những niềm vui tất cả quý vị lan tỏa ra khán phòng, nơi sương khói mịt mù, nơi ánh đèn màu, nơi những giai điệu âm nhạc của chúng tôi chuyển làn liên tục như đất trời giao hòa và mối tình duyên đem đến cho tất cả chúng ta sự gắn kết bất tận. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, trong những ngày vừa qua, chú rể Đức Nam và cô dâu Thanh Hòa đã tất bật chuẩn bị những nghi lễ và thủ tục cần thiết để ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã chính thức đưa con thuyền tình yêu của mình cập đến bến bờ hạnh phúc. Và ngày hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2017, tức ngày 26 tháng 12 năm Bính Thân, đôi bạn trẻ đã chính thức về chung một nhà. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời Đức Nam và Thanh Hòa cùng đứng dậy ra mắt toàn thể hồi hơn. Và thay mặt cho chú rể Đức Nam và cô dâu hiện ra đẹp như thiên thần. Tình yêu là mục đích đầu tiên của
cuộc đời. Và tình yêu là lẽ sống cho đến hơi thở cuối. Tình yêu là niềm hạnh phúc anh ở gần em. Và tình yêu là nỗi kiêu hãnh khi tất cả chúng ta được ở bên nhau. Cô dâu chú rể của chúng tôi thì đứng trước mặt tất cả quý vị. Và bây giờ để cho bữa tiệc của tất cả quý vị diễn ra có thêm phần viên mãn và có một ý nghĩa nào đó, thì chúng tôi xin trân trọng kính mời vị đại diện của hai gia đình lên sân khấu đưa ra lời phát biểu, đưa ra lời giao dâu, lời nhận dâu và đặc biệt chính là lời mời tiệc đối với tất cả mọi người trong căn phòng và trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời vị đại diện của hai bên gia đình. Và kính thưa quý vị thân mến, ai chấp cánh cho chim bay về tổ, ai tìm đường cho đôi lứa đến bên nhai. Buổi lễ thành hôn ngày hôm nay chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sự chúc phúc của tất cả quý vị quan khách, được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Và bây giờ xin trân trọng kính mời vị đại diện của hai bên gia đình. Giới thiệu với tất cả quý vị, bác trai đang đứng bên cạnh chúng tôi đây là vị đại diện của hai bên gia đình, người sẽ cho bữa tiệc của tất cả quý vị chúng ta có một lý do và một ý nghĩa. Và tấm thiệp cưới của chúng tôi mở ra đã đến với tất cả quý vị bằng những cái màn chào hỏi hết sức là ấn tượng. Còn bây giờ bữa tiệc của tất cả quý vị sẽ diễn ra linh đình khi vị đại diện gia đình sẽ có đôi lời với tất cả chúng ta. Trân trọng kính mời tình cảm của bác ạ. Hôm nay là lễ tân hôn, ở đây tôi chuyện đại diện cho bên nội và bên ngoại là lời đầu tiên sức khỏe tất cả mọi người chúng ta có năm mới, tháng năm mới. Sau đây thì tôi xin trình bày một số vấn đề, tức là cái ngày lễ hôm nay, tức là ngày tân hôn của hai cháu là hạnh phúc trăm năm. Và tôi đại diện cho là xin tỏ lời trân trọng các cụ, các anh, các chị và tất cả các đoàn viên thân nhất của chúng ta về hội trường thì đời rất vui vẻ và hạnh phúc. Và sau đó tôi thì cảm ơn tất cả mọi người đã dự lễ với các hai cháu ở đây. Và lời nói rất ngắn gọn, tức là chúng ta vừa vui vui ở hội trường, vừa ăn vừa uống vừa vui chơi để cho các cháu bài huyền phúc trăm năm. Và cuối cùng tôi xin chúc tất cả các chị và tất cả các bạn bè thân nhất của chúng ta về ở đây lời chào nồng nhiệt nhất, tá nhất. Ơn những chiếc vòng tay của tất cả quý vị đã dành cho vị đại diện của gia đình và lời mời. Tiếp cái lời của vị đại diện gia đình là buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta như cái thường lệ có một cái bữa tiệc rất là long trọng và đó cũng chính là tấm lòng mà gia đình Hà Nội đã đưa ra để rồi tri ân lại cái tình cảm của tất cả quý vị. Và không có gì hơn, chỉ có một cái lời chúc tốt đẹp mà chúng tôi dành cho tất cả quý vị và chúc cho tất cả chúng ta cùng ngon miệng. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hướng lên sân khấu cùng với cô dâu, cùng với chú rể và cùng với bức tranh tình yêu mà chúng tôi đang dày công dệt nên cho những ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì những nét chấm phá, những gam màu trong những bức tranh đó tô điểm thêm cho hạnh phúc và làm cho tất cả những người yêu nhau cảm thấy mình tự hào và rạng rỡ hơn. Xin mời cô dâu và chú rể hãy nở những cười tươi hướng vào nhau để tất cả chúng ta cùng đón mùa xuân về. Và vòng nhẫn cưới của anh để đâu rồi? Hãy đưa ra để chúng ta chuẩn bị trao nhẫn cưới. Thưa quý vị thân mến, và trên chúng mặt chúng ta đang chứng kiến một giây phút thật thiêng liêng, thật tuyệt vời. Đó chính là giây phút chú rể Đức Nam và cô dâu Thanh Hoài cùng trao cho nhau chiếc hờ nhẫn của tình yêu. Kính thưa tất cả quý vị, nơi tất cả những niềm tin, nơi hạnh phúc và nơi dấu ấn của cuộc sống, nơi trái tim chúng ta tìm đến nhau trên những con đường. Những con đường ấy ngày xưa không hề nở hoa hồng, nhưng hôm nay những bông hoa hồng ấy đã rải đường trên con đường họ đi. Những nét tin cậy, tất cả những sự kỳ vọng của cuộc sống, của tình yêu, của ngày hôm qua, của ngày hôm nay, của giây phút này, tất cả những điều đó đan xen quấn quýt tạo nên cho tất cả chúng ta những dấu ấn tình yêu thật đặc sắc. Cô dâu chú rể đã trao vào trong nhau trước vòng nhẫn cưới. Những chén rượu của tất cả quý vị đã nồng nàn lan tỏa. Còn trên này những chai rượu của tình yêu của chúng tôi cũng đầy màu sắc, màu đỏ, màu của máu của trái tim, màu hồng, màu ước vọng của cuộc sống, cái men say của tuổi trẻ. Tất cả những điều đó sẽ cuộn vào nhau như những dòng chảy tràn sẽ được cô dâu và chú rể bật nút ra trong những tiếng bốp bốp vòng tay trong cái mùa xuân về, trong cái dạng người. Và cô dâu chú rể sẽ cùng rót lên trên tháp rượu của họ. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến lễ rót rượu của cô dâu và chú rể. Xin mời anh chị. Trái chim vừa bỏng bổ máu nóng nơi lồng ngực của họ để rồi trong giây phút này tất cả những điều đó sẽ bật ra, nó giống như một cái dòng thác nào đó, giống như một dòng chảy, tất cả những sự cuộn trào cho cả mùa xuân về bất tận, mùa xuân về đâu đó, về cho trái tim của tất cả những người yêu nhau, về cho những khoảnh khắc mà tất cả quý vị, tất cả chúng ta đang còn ước muốn, những ai chưa yêu, đã yêu, đang yêu và sẽ yêu sẽ được cảm nhận hết tất cả những giá trị của cuộc sống, giá trị của tình yêu và hạnh phúc đích thực.
Vâng, ngoài những giá trị biểu tượng thì chúng ta còn được biết rượu chính là biểu tượng của tình yêu, là khát vọng của con tim. Những sao rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt, nước để tưới cho tình yêu thêm tươi thắm, mật ngọt để tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau. Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cả để say suốt đời. Và chúng ta hãy dành cho đôi bạn trẻ một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt được không ạ? Và đôi bạn trẻ đang tay trong tay dắt lên những ly rượu hạnh phúc của tình yêu. Chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, khi những chén rượu đã được sẵn sàng rồi, con dâu và chú rể của chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng ta cùng đếm ngược với thời gian, cùng với con dâu, cùng với chú rể, chúng ta đếm ngược với thời gian và đón mùa xuân này nhé. Bắt đầu nào. 3 nào, 2 nào, 1. Một chào bắt tay của tất cả quý vị, anh bắt lên nào. Một chào bắt tay của tất cả chúng ta bắt lên. Đến với một nghi thức thật lãng mạn trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là nghi thức con dâu và chú rể sẽ dành cho nhau một cái hôn thật chặt, một cái hôn thật nồng cháy, để chúng ta cùng chứng minh rằng chúng ta sẽ sưởi ấm cho nhau suốt cả cuộc đời. Vâng, xin mời chú rể Đức Nam và cô dâu Thanh Hoài. Chào mừng tất cả quý vị và mến đã. Vâng, chào mừng tay nào. Và chúng ta cùng nâng cao những ly bia, ly rượu, ly nước ngọt của mình lên để chúc cho chú rể Đức Nam và cô dâu Thanh Hoài trăm năm hạnh phúc. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi cảm thấy ngộp thở bởi rất là nhiều những nghi lễ diễn ra. Những cái niềm vui đấy nó lan tỏa trong khán phòng này, lan tỏa trong trái tim của những người làm chương trình, ở trong cái nụ cười tươi thắm, cái hạnh diện vẫn có của những người yêu nhau, của chú rể, của cô dâu, của tất cả các vị quan khách. Và đặc biệt là trong cái bữa tiệc của tất cả quý vị sẽ có thêm rất là nhiều điều mà chúng tôi muốn nói và muốn truyền tải với tất cả quý vị bằng những cái thông nghi thông điệp về tình yêu quê hương, tình yêu lứa đôi, tình yêu đất nước, đem đến cho tất cả chúng ta những cái đam mê và những cái mê say vẫn có. Và bây giờ thì chú rể và cô dâu của chúng tôi sẽ nồng nàn tay trong tay với những chiếc ly của mình, sẵn sàng đi xuống phía dưới để rồi chia sẻ, bày tỏ và cảm ơn tất cả tình cảm của những người thân. Trước tiên là mẹ cha, là ông bà, là đồng nghiệp, là bạn bè, là tất cả những người có mặt trong khán phòng này. Và xin mời cô dâu và chú rể, anh chị nhớ rằng là hãy giữ nguyên cái nụ cười tươi thắm ở trên môi và chúng ta hãy cùng tiến bước đi. Kính thưa quý vị thân mến, lời ca tiếng hát chính là những cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất mà chúng ta dành cho cuộc đời và chúng ta dành cho nhau. Hát để chúc mừng tình yêu, chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng mùa xuân đang đến rất gần với tất cả chúng ta. Và để mở đầu cho chương trình ca nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để lắng nghe một nhạc phẩm thật hay, thật ý nghĩa đến từ nam ca sĩ Lê Sĩ. Xin kính mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Lần đầu tiên thì chúng ta xin được trân trọng gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất và kính chúc cho chú rể và cô dâu trăm năm hạnh phúc. Và một khúc đầu tiên cũng thay cho lời muốn nói, thay cho lời chào đầu tiên, thay cho những chương đầu xuân năm mới 2017, xin dành tặng cho tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, ca khúc mang tên Câu Chuyện Đầu Năm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này. Rồi tơ tàng năm mới nhiều ước vọng chờ mong, bay nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ rượu nồng, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù tay đôi biến bao lần, xin khấn nguyện hết chặt tình thân, bên cạnh lòng những bâng khuâng năm nay chẳng gặp thì thôi.
những cái hương sắc mùa xuân, nơi cái ý tưởng nó dồi dào, nó đem đến cho tất cả chúng ta cái trời non lộc biếc, đem đến tất cả những, cho những cái khát vọng, những cái say sức của cuộc sống, những điều chúng ta đã làm được và chưa làm được. Còn bây giờ trong cái khoảnh khắc này, nó vẫn cứ là một sự hoan ca nào đó để dành cho tất cả chúng ta những cái niềm vui bất tận, tạo nên cho tất cả quý vị cái sự sảng khoái, cái sự hưng phấn để trong đám cưới và trong bữa tiệc viên mãn, tuyệt vời, hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào. Và tất cả quý vị, tất cả chúng ta đang tận hưởng trong khán phòng này. Và bây giờ xin chào đón tất cả quý vị, chúng ta lại trở về với sân khấu với cái đồng nàn và cái sự đa dạng. Và chúng ta sẽ đến với tiếng hát của bạn Tú Quyên. Và xin trân trọng cái mời tình cảm của bạn Tú Quyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chờ sang để chim ca cho đường dài cũng không xa. Luôn luôn là cái liều thuốc tinh thần để dành cho những người đứng trên sân khấu này, hát cho tất cả quý vị nghe và lắng nghe tất cả quý vị hát. Kính thưa tất cả quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một niềm vui nữa qua tiếng hát của người bạn trai đang ngồi phía dưới tôi đây. Xin mời bạn, xin mời bạn lên sân khấu và tất cả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và cùng giao lưu, cũng như là sẽ cùng để gặp và làm quen đến nhau qua những cái bản tình qua và qua những cái ca khúc và những tài năng mà bạn sẽ dành tặng cho tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, đến với Hối Hôn xin gửi tới tập thể Hối Hôn Trường bài hát Bài Ca Tết Cho Em. Thank you.
vườn xuân. Đến ngày anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chứa cả vườn xuân. Chào đón tất cả quý vị, các anh, các chị, cô chú, bác. Chúng ta đến với tiếng hát của bạn Diễm Trang. Đang xin mời Diễm Trang.
Lời nói đầu tiên cho phép Diễn Trang xin gửi tới quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và ca khúc đầu tiên Diễn Trang xin gửi tới quý vị một ca khúc rất là sôi động, ca khúc đúng mang tên Duyên Phận. Mời quý vị cùng lắng nghe. Sôi động, ca khúc được mang tên Tình Là Sợi Tơ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Let's go.
Sống không như em đã ước mong.